Ông bố trẻ 20 tuổi và bàn thắng để đời mang tên Vũ Tiến Long. Từ đường truyền ngang căng như xé phải của Tuấn Tài, bóng đến đúng tầm băng lên của Vũ Tiến Long và anh tung cú sút mua lái má mạnh như trái phá, thủ môn Hàn Quốc bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá nổi. Pha kiến tạo tuyệt đẹp, bàn thắng tuyệt đẹp làm nên một trận đấu tuyệt đẹp của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai giải U23 châu Á 2022. Chúng ta đã để U23 Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số nhưng đã gỡ hòa 1-1 trong sự vui sướng không sao tả xiết của huấn luyện viên Gong Okyun cùng cộng sự và dĩ nhiên của những người hùng tạo nên tình huống cực kỳ đặc biệt ấy. Sau trận, Tiến Long chia sẻ, trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu, chúng tôi được xem lại băng hình về U23 Hàn Quốc và cả những trận mà chúng tôi đã đấu giao hữu trước U23 UAE, cũng như trận hòa U23 Thái Lan ở lượt đầu tiên của U23 châu Á 2022. Huấn luyện viên Gong Kyo-kyun yêu cầu anh em thực hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện. Thầy nói rõ yêu cầu là chúng ta không chủ hòa mà hướng đến chiến thắng. Thầy xác định U23 Việt Nam phải chơi tấn công trước U23 Hàn Quốc theo cách riêng của mình. Hễ lấy được bóng trong chân đối phương là phải phản công thật nhanh. Tôi chơi ở vị trí hậu vệ phải nhưng cũng được thầy khuyến khích cần tích cực tham gia tấn công. Ngoài nhiệm vụ phòng thủ ở hai biên, vì đội bạn tấn công biên rất tốt, chúng tôi luôn tâm niệm phải phản công nhanh nhất có thể khi có cơ hội. Thời điểm U23 Việt Nam đang bị dẫn bàn mà thời gian trận đấu không còn nhiều nên tôi quyết định băng lên tấn công. Đường tạt của Tài rất mạnh, bóng đến chân là tôi sút luôn chứ không chần chừ gì nữa. Tôi cảm thấy bùng nổ với bàn thắng này vì ý nghĩa quan trọng của nó với U23 Việt Nam và riêng cá nhân tôi, chúng tôi còn một trận đấu nữa ở vòng bảng và sẽ cố gắng có kết quả tốt trước U23 Malaysia để vào tứ kết. Cách đây 5 năm, báo chí cũng đã từng có nhiều bài viết về Vũ Tiến Long nhưng lại gắn liền với kỷ niệm buồn của anh. Tại giải U15 toàn quốc vào tháng 4 năm 2017, Tiến Long mang băng đội trưởng U15 Hà Nội và chơi ở vị trí trung vệ. Sau trận đấu tại vòng loại gặp U15 Thanh Hóa, Long đã từng viết bản tường trình về việc trong và sau trận đấu, anh đã bị huấn luyện viên đội U15 Thanh Hóa đe dọa cắt gân chân. Sau này nhớ lại, Long chỉ cười cười và bảo chuyện đó qua lâu rồi mà. Bây giờ, xung quanh Long chỉ toàn niềm vui thôi, dù sự nghiệp cầu thủ vất vả lắm. Trong dàn cầu thủ Việt Nam, Long bị đồng nghiệp trêu suốt là yêu sớm, bị vào trò sớm. Mọi người đùa thôi và ai cũng mừng cho hạnh phúc riêng của anh. Năm ngoái, Long lấy vợ ở tuổi 19 và đầu năm nay lên chức bố. Hai vợ chồng Long có cô công chúa rất xinh, đặt tên ở nhà là Amber. Mẹ và Amber đang chờ tin chiến thắng của bố Long vào ít ngày tới khi bố Long cùng đồng đội bước vào cuộc chiến đấu với U23 Malaysia. Anh sẽ về, nhưng chưa phải ngay lúc này. Vũ Tiến Long, chàng hậu vệ phải tài năng có thể đã nói như thế với hậu phương vững chắc của mình.